củ cải muối xào hột vịt mặn mòi, canh sim lo ngọt vị bầu nhưng đậm hương mắm bò hóc, ly dừa sáp pha đường sữa béo ngậy, tất cả như một thực đơn đậm hương vị riêng mà bà con Trà Vinh mang tặng hai lữ khách Quang Bảo, Kim Nhã trước khi đến với thử thách cuối cùng. Thật sự là biết là kiểu gì là thử thách này cũng sẽ đến thôi. Thì cũng đã xem rất là nhiều cái chương trình của lữ khách 24 giờ rồi. Thì đây là bao nghĩ đây là một thử thách rất là khó. Nhã cảm thấy rất là hồi hộp tại vì Nhã chưa bao giờ làm việc này. Cái gì cũng phải tới thì phải tới thôi. Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ. Đặc biệt là phải có con hoặc người thân đi làm ăn xa. Tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Trà Vinh. Cũng chăm cho ăn tối rồi. Thôi bây giờ đi thôi. Xin nhà may mắn. Bảo cho Nhã xin 50 với lại một lá cờ đi. Không được đâu. Không được đâu. Không, bây giờ cho 50 nha. Ôi mà đóng được. Đi đi. Nhã sẽ ghi nhớ điều này á, bảo bạn bè vậy đó. Vào trong cái nhà đầu tiên thử coi sao nha. Có cái cảm giác rất là đẹp. Có ai ở nhà không ạ? Không bất kỳ một âm thanh hồi đáp nào. Tại sao lại không có ai hết vậy? Giờ lại không có bất kỳ một ai hết vậy? Chúng ta đang đứng ở một cái con đường mà gần như là không có bất kỳ một bóng người nào cả. Ai chà, căng đó. Rất là căng đây. Trong khi Quang Bảo sốt sắng tìm nhà thì cô nàng Kim Nhã vô cùng thoải mái. Nói thiệt chứ lâu lâu giờ đây Nhã thích đi dạo vòng vòng hơn. Giờ Nhã chưa muốn xin vô nhà nào để ở ké hết. Chị ơi, thì cho em hỏi là khu vực của mình gần đây á, có gia đình nào mà có con cái hay là bà con gì đi làm xa hoặc đi học xa không chị? Chị nào chị chỉ nhà nguyên dùm cho. Dạ, được rồi, cảm ơn. Dạ. Đi ra ngoài đó. Dạ rồi. Chắc là đây. Thì chúng ta đi vào hỏi thử nha. Anh cho em hỏi nhà cô Quyên chú Thắng ở đâu à? Ở đây có cô chú ở nhà không? Không, giờ này chắc đi đâu quá gì rồi, không có nhà rồi. Ồ. Khóa cửa ngoài chắc đi đâu rồi. Rồi. Cô chú đi đâu anh có biết không ta? Đi chơi giờ này là khoảng 7-8 giờ mới về. 7-8 giờ mới về hả anh? Cô chú không có ở đây thì có gia đình nào mà cũng có con cái, anh chị em gì đó. Mình đi đi làm xa thôi. Dạ đi làm xa. Cũng như ở bển thì cũng có thằng em trai đi làm, cũng nó đi ở dưới Cà Mau á, làm với Cà Mau. Gia đình anh có luôn hả? Dạ. Thì không biết là anh cái này thì em hơi mạo muội, không biết là anh em có thể ở nhà anh được một đêm không ạ? Được, có gì đâu. Dạ. Cuộc sống này nó cũng chật vật nhưng mà chỗ ngủ thì chắc cũng có thể tạm ngủ được. Dạ, ok anh. Dạ. Người thì bắt đầu vui vẻ, kẻ thì bắt đầu é dè. Ở trong này có vẻ rất là nhiều cây. Không thấy cái nhà nào hết. Có nên quẹo vô không ta? Thế coi thêm xíu nữa. Ngồi đi. Sao mà tôi thảm vậy nè. Trời ơi là trời. Cô ơi, con đi bị lỡ đường á, bây giờ con không, tại vì con cần có một chỗ để ở qua đêm rồi sáng mai con đi liền. Cô cho con ở lại được không ạ? Ông thương có nhà không có, nó không cần là ở. Ở nhà thì dễ vô. Dạ rồi, không sao. Dạ cảm ơn cô. Con chào cô chú. Con ở trên thành phố xuống đây mà tại vì con bị lỡ đường, bây giờ con cần tìm một chỗ cho con xin ở qua đêm một tối này thôi, sáng mai con đi. Vì bây giờ con không có tìm được chỗ ở được không mà. Phải có địa phương dắt lại thì tôi cho ở. Nhà tôi có hẹp quá à, mua bán nữa chặt quá à. Dạ con cảm ơn. Dạ cô không ai, có cô với nhỏ thì cô chắc cô cho không cho ở được ta. Lường gạt bây giờ tùm lum hết trơn á, cho nên ai cũng sợ hết trơn á chứ hơn gì. Sao không bấm máy cũng được, tùm lum hết trơn mình cảm thấy có sao hả? Dạ không vậy. Liệu Kim Nhã có trở thành lữ khách đầu tiên phải ngủ ngoài đường? Rơi vào tình cảnh này, cô nàng có tự trách mình khi đã quá chủ quan ngay từ giây phút đầu hay là... Anh nói khổ lắm. Nhà thì cho ở mà tại do nhìn cái mấy cái máy quay là không chịu cho vô.
anh nói là cái chuyện là anh thích đam mê ca hát vậy đó, rồi cơ duyên nào anh đi làm xà lan, xong đi theo xà lan vậy? Đúng, là đó là ông hát giọng cổ mà mẹ cũng vậy nữa. Dạ. Mẹ là người Campuchia, gốc của bên Campuchia. Ồ. Không biết nói tiếng Việt. Ồ. Rồi lấy ba về đây rồi ba mới dạy tiếng Việt cho, rồi dạy hát dạy nồi đó. Dạ. Coi như là. Nên sinh ra thì nó có cái máu văn nghệ sẵn rồi. Có ông anh. Dạ. Yeah. Ông đi nhạc làm cái chương trình nhạc sống này nọ vậy đó. Rồi em đi theo cũng được một thời gian vì nhà cửa cũng còn khó khăn thôi. Đi làm xà lan. À. Làm ở đó là thu nhập của mình được không anh? Thì mới đầu mình xuống mình làm lính người ta thì nói chung lương cũng hồi đó đi có lúc đó nó đi lương có 900 ngàn một tháng. Nói chung giờ nếu mà tôi đi thì lương cứ cỡ 6-7 triệu. Mà anh vẫn quyết định là anh không làm nữa, về đây. Về cải tạo vườn từ xong xuôi hết rồi. Thì mới đi khoảng vài tháng. Dạ. Nó cũng có lý do đi chứ thật ra không muốn đi. Dạ. Tại mình muốn cho thằng em mình á, nó thì gốc nó cũng đam mê âm nhạc nữa. Vậy hả? Nó rất là thích học đờn mà, nhưng mà dạng như như đi làm thì nó không thể nào nó mua nổi cái đờn. Sức công đi làm là vài tháng nó mua cho nó. Lúc mà ba hát thì nó cũng còn nhỏ nhỏ thì nói chung ba hát cũng nhiều lắm. Dạ. Giọng cổ thì mình hát nó cũng không có được hay lắm. Nhưng mà thử đi anh. Không hay nhưng mà nói ra là cũng biết. Thôi giờ mình hát bài Con Gái Miền Tây đi. Hôm nay anh về thăm lại miền Tây mến yêu. Đất ruộng miền Tây trên cánh đồng có bài thằng canh. Tình cờ gặp em, người em gái miền Tây dễ thương. Tóc dài trong gió khiến cho lòng anh đây ngất ngây. Hát cô gái miền Tây như vậy. Vậy thì từ đó đến giờ có cô gái miền Tây nào mà làm cho anh phải nhớ thương chưa? Không, này nói thật ra thì hồi từ lúc đi học tới giờ thì nói chung con chỉ có quen có một người gái thôi à. Quen nó lớp 7. Thiệt luôn. Bạn bè á. Dạ. Cũng như năm đó thì mình là lớp trưởng, rồi cái người đó là lớp phó, rồi quen nhau, rồi tình giữa tình bạn, rồi là lên bạn thân, rồi tới năm 11 rồi mới phát triển tình cảm vậy đó. Dạ, tới bây giờ luôn. Nhưng mà người đó mất cách đây mấy năm rồi. Mất năm 2009 rồi nên tới giờ mình cũng không có tìm ai nữa. Nỗi buồn nào đó nó cũng qua. Chuyện gì rồi nó cũng phải có cái thời điểm kết thúc của nó đúng không? Đến bao giờ thì anh mới nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình? Nhà cửa nó ổn, mẹ không còn phải đi bán giấy số, rồi em không còn phải vất vả đi làm nữa. Cái động lực nào giúp cho anh tiếp tục? Cha mất á, lúc đó em nó mới có 3 tuổi à. Mình suy nghĩ bây giờ á, mình còn một ông nội già. Ông nội thì hồi đó rất là thương mình. Yeah. Rồi trong khi mình có một em trai, có người mẹ nữa, mình chưa lo tròn được gì hết. Bởi vì cho dù là nghèo hay như thế nào hơn nữa, mình cũng không có nghĩ riêng tư cho bản thân mình trước. Mình phải nghĩ cho cái quan trọng chứ, là mình phải lo cho nội được trăm tuổi già, cho mẹ được sống, nó có cuộc sống nó được khá hơn một chút xíu. Cái em trai mình nó thất học thì nhưng mà cũng phải cho nó một cái nghề, cái gì đó nó có cuộc sống riêng nó sau này nữa. Nếu như sau đó khi mà mẹ đã ổn định rồi, em trai cũng đã ổn định rồi, thì anh tưởng tượng cuộc sống của mình sau đó như thế nào? Cũng mong muốn có một cái gia đình riêng hạnh phúc của mình. Người để mình sau này cùng chung tay để đi hết một cái quãng đường còn lại đấy. Với cái sự tự tin của mình, với khả năng của anh thì một ngày không xa anh sẽ đạt được. Tùy đi nha. Ôi trời, con cảm ơn con. Dạ. Trời ơi, con vô con làm phiền nha cô, con cho con ăn mì nữa. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Em chào chị. Chị ơi, chị cho em hỏi là ở nhà có ai có người thân đang đi học hay đi làm ăn xa không ạ? Đi làm ăn xa thì cha. À, cha đi làm ăn xa ạ? Ở đâu lận chị? Đi tùm lum hết trơn, đi làm. À, em đang đi tìm hiểu về văn hóa ở mình á. Nhưng mà bây giờ sáng giờ em đi vòng vòng khắp cả Trà Vinh rồi. Bây giờ em hết tiền rồi và em cần có một chỗ để ở lại qua đêm á. Một buổi tối thôi thì sáng mai em đi á. À, có được không ạ? Không có chỗ nghỉ, tại ba đứa con thì có 2 giường à. Dạ, yeah. Dạ không sao, em không có cần phải nằm giường hay phòng gì đâu, em nằm chung với mấy bé cũng được. Lỡ đường thì cưng ở lại với chị không được, ngủ với 2 cháu cưng. Dạ. Yeah. Cô với chú gặp nhau sao? Lúc cô đi làm giữ trâu cho người ta. Dạ. Giữ trâu mướn, rồi chú đi hát. Dạ. Yeah. Đi hát theo đám giỗ rồi đó, rồi cô thấy, cô cũng đi đám giỗ, cô thấy. Yeah. Thấy rồi thấy hát hay quá rồi mới khen. Khen rồi mấy bà xóm đó, xóm đám đó, người ta nói thôi gì thích không, người ta làm mai cho. Cái đó thôi. Mình nghèo quá, mình không có mơ đâu. Vài tháng sau thấy
ổng đi tới đi coi đi hỏi cưới gì đó. Dạ mình có nói chuyện nhau câu nào không? Không có nói chuyện. Người vậy sao tự nhiên cái chú đi tìm? Đúng rồi, chú gặp cô rồi chú nói gì? Chú nói gì nè, nói nếu mà không ưng anh chắc anh cũng đi tự giận chạy xuống sông chết chứ rồi. Tại vì đi coi nhiều người rồi. Kể là thôi gì đừng chết nha, để tôi ưng cho. Thì giờ cái bài đầu tiên mà chú dạy cho cô nhớ không? Càng câu thôi ha. Dạ yeah. Bước vào đường yêu một lầm hai lỡ, chợt hiểu ra sầu hận chế riêng mình. Thôi anh hãy về đi, đừng quanh mặt lại nhìn. Tại tôi ngu dại nên tin họ thủy chung. Tại tôi dại dột nên bây giờ chịu khổ. Chồng mất, cô Thạch Thị Kha vẫn ở vậy, cố nuôi hai đứa con trai thành nhân. Chưa ai dám trả lời ngày mai sẽ ra sao, nhưng với những gương mặt lạc quan này, hạnh phúc chắc chẳng đâu xa. Anh lấy chị là anh mua luôn được cái nhà này để trả góp ở hả? Ờ, lúc lấy chị khổ lắm đi ở đậu không à. Ờ, ở đậu mấy năm thì bị cũng như người ta vui thì cho ở vườn người ta đuổi. Giờ đâu cũng hai cái nhà lá nhà chung chân á. Dạ. Cái cũng 90 triệu rồi. Dạ. Vì sao cũng gán mà người mượn ông chủ thêm ít nè. Mượn ông 20 triệu rồi trừ 2 năm nha. Ừ. Tháng trừ 1 triệu rồi còn như mình đem về cho vợ con ăn. Thu nhập của anh là một tháng bao nhiêu? Tháng có 4 triệu rưỡi à. 4 triệu rưỡi là phải lo hết. Dạ. Thôi vô con. Thì cho mấy bé nó đi học hơi khó khăn. Em cũng không hiểu lắm cái công việc của anh là nó là làm cái gì. Cũng như mình đi lấy phụ xà lan người ta, mình lấy cát đêm rồi chạy đêm rồi đó. À là mình phải chạy đêm. À, tháng gì người ta cho mình về được 2 ngày trở lại. Một mình anh nuôi 4 miệng. À là một mình anh nuôi, thu nhập anh phải lo hết mọi thứ trong gia đình như vậy. Cũng như là mình mượn trước trả sau. À. Như mượn cho người ta rồi chưa tới mới có 10 ngày cái mình mượn trước. Ừ. Mượn trước cái tới tháng rồi mình không được lãnh mình chịu. À. Mới nuôi được vợ với con. Nhà mình không có điều kiện cho bé đi học tiếp hay là không có điều kiện. Em nghe nói là chị ở nhà cũng bị bệnh hả? Nó bị gai cũng sống đi chợ xỉu rồi đó. Bỏ bệnh nằm ở thơ hết. Vậy là ngày anh đâu có nuôi được đâu. Kêu nhỏ gái lớn là nó đi mua cơm cho mẹ nó. Mình phải đi mượn cho anh ta đang trừ tiền. Ừ, cũng cực quá ha. Ừ, lại số nghèo mình phải chịu. Nói là vậy, nhưng anh Trịnh Văn Kiều chưa bao giờ lùi bước trước cái khó. Tất cả chỉ vì gia đình, vì tình yêu mà gia đình anh đang vun đắp. Ngày mai là anh mấy giờ đi làm? Sáng anh 5 giờ anh đi à, đi khám. Buồn chứ, hoàn cảnh phải chịu. Mình muốn mượn công chuyện gì để cho gần vợ gần con, sáng đi chiều về thôi á. Mà đâu có công việc gì, ở đây đâu có ai mướn gì. Mà mần sáng đi chiều về ở đây thì không đủ sốc. Một mình mần 4 người ăn ở vườn thì mướn chừng 100 ngàn, 120 ngàn đâu có đủ sốc. Dễ thương, coi cũng có với nhau được hai mặt con. Hai mặt con. Dạ. Yeah. Hai đứa con chú mến nó bị hai thằng trai không à. Yeah. Nói nữa anh chở gì già có hai thằng trai này nó cõng anh là được rồi. Yeah. À, chú không chịu ở, chú đi sớm mà. Chú đi sớm năm nay nó là 15 năm rồi. Ngày đó là chú bị gì cô? Chú bị bệnh hả? Chú bị bệnh, bệnh rồi chú buồn, chú đi kiếm thuốc chú uống. Sợ làm khổ con, vợ con á. Có thề có nói với nhau này nè, dù có hoàn cảnh nào hay nữa, cô có đi không được á thì ngồi một chỗ cô nuôi. Cô có nói trước thì nói là có nói gì. Mà cô có bao giờ nghĩ rằng là con trai mình tới 30 rồi mà giờ chưa có lập gia đình, cô có lo không? Thấy con mình chắc nó biết cái hoàn cảnh của mình nghèo quá cho nên nó không có lập gia đình sớm. Dạ. Tiền bạc thì kiếm không có rồi, học hành cũng không có được gian dở gì đó. Dạ. Cũng vậy chắc nó cũng hiểu biết. Cô mong muốn gì cho những người con của mình? Hai anh em phải có một cái nghề song song với nhau.
Dạ. Cô mới yên tâm được. Chuyện nhỏ nhoi vậy thôi, còn chuyện bất cứ mà những gì cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày thì cô lo liệu được. Những câu chuyện mà hai lữ khách được chia sẻ trong đêm chở đầy những suy tư, trăn trở, mang nặng những khoảng lặng im, đầy ắp nỗi lo toan. Thôi thì hãy quên buồn đi đôi chút và mỉm cười chào đón ngày mới sang. À, bây giờ cũng tới giờ anh đi làm sớm rồi thì em không có đưa anh ra được bến phà, nhưng mà là em mong cho anh có nhiều sức khỏe, thật là nhiều sức khỏe để đi làm, để lo cho gia đình cũng như vợ con. Anh cũng chúc em ở đây đi hành trình cũng được đạt nhiều ý muốn ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ dạ. Tưới nước cho hoa buổi sáng, công việc của cô nàng xem chừng khá nhàn nhã, khác hẳn với bạn đồng hành Quang Bảo. Tấp sân để năm nào nước cũng ngập chứ á. Dạ. Yeah. Nước mùa nước lên á. Ý da. Để trước sân anh. Mỗi năm anh đi vậy rồi ai làm mấy cái này? Cái này bỏ thế luôn, có đâu làm. Vậy rồi nếu mà ngập về đường đi vô đi ra làm sao? Muốn đi đâu rồi, nó chậm vậy đó. Mẹ thích trồng bông lắm, rồi cái chỗ này mình giờ mình đắp lên cho mẹ trồng bông thôi. Mẹ em bây giờ coi như là cũng có một cái vườn nhỏ nhỏ trên sân thượng á, cũng là cái thú vui của người lớn tuổi. Mỗi lần mà đưa anh đi vậy chị thấy sao? Thì buồn. Buồn rủi tội nghiệp mà. Sao giờ chị cũng bệnh vậy. Thì đâu làm phụ anh được. Tới con bé này bị xỉn nữa nè. Lạnh là nó bị ho, bị thở không nổi vậy đó. Có trước nhập viện rồi xuất viện ra rồi bây giờ nó còn yếu á. Để mà duy trì sức khỏe là chị ở nhà, chị cũng không có đi bệnh viện, chị chỉ làm ấy thuốc nam ở nhà, cứ uống chị vậy thôi. Chị thuốc ở nhà uống. Nghĩ hoàn cảnh vậy sao đi chị bệnh được. Đi là nhiều tiền. Mà hồi xưa anh chị quen nhau sao rồi xong tự nhiên thương nhau cái rồi... Cũng cái duyên thì gặp nhau thì tìm hiểu rồi thích hợp thì cưới. Lúc đầu khoảng một cưới nhau khoảng một năm. Năm mới mang bầu nữa đó. Thì xanh xong rồi ảnh đi làm. Lúc đầu chị cũng buôn bán rồi không ấy đi mần cỏ, hai chồng đi mần cỏ. Tức là hồi đó là chị chưa có phát bệnh, là còn chị còn đi làm được. Đi mần cỏ mướn thôi á, đi đường vậy nè. Rồi giờ này anh về anh tính làm sao? Thấy có cái đàn gà này nè, rồi anh tính là chuẩn bị nuôi bò lại không? Nuôi lại ở đây nè, ở đây mình làm, mình đắp nền, mình làm các chuồng bò nè. À. Các chuồng bò, còn đó mình làm lại chuồng gà. Ừ. Nhưng mà cần vốn liếng nhiều không anh? Làm lại hết cái đống này nè. Nói chung mình cũng cần vốn nhiều ạ. Ừ, mình có đủ không hay là anh tính mượn? À, chắc là mình đi làm thì mình đi làm kiếm được mớ nào thì vừa đỡ mới đó mình. Mình có thể mình mượn hoặc mình chơi chơi nhà nước á. Dạ. Nhà nước mình kinh doanh mình làm. À. Buổi sáng ở đây thì Nhã được chị cho ăn một món bánh gọi là bánh ướt ngọt. Nhã cảm thấy rất là lạ, chưa bao giờ Nhã ăn loại bánh ướt này. Thì theo như chị nói thì ở trong này nó sẽ có dừa, có đậu và ở ngoài là rắc mè. Và cứ như thế này là mình ăn thôi đúng không chị? Ăn. Dạ. Rất là ngon. Em có thích thắt tóc không? Chị biết thắt tóc á. Thắt em ơi. Thắt bím tóc, cái việc nhỏ xíu, đơn giản vậy thôi mà lại khiến chị Mỹ Châu như vui hơn. Ừ thì việc nhỏ nhưng to tát lắm, tình cảm của Kim Nhã gửi cho cả nhà. Chị thấy là em là chị lớn ở trong nhà nè. Rồi mẹ cũng nói là bởi vì em cũng bệnh rồi em cũng là chị lớn nên em lo cho mẹ rồi lo cho mấy đứa em ở nhà nữa. Rồi chị cảm thấy rất là thương em. À, tại vì em chỉ mới học lớp 6 thôi mà em phải lo phụ cho ba mẹ như vậy. Con mong muốn điều gì cho bản thân mình? Dạ con với em con Út đi học lại. Mọi con đi lại biết tiền nói cho mẹ. Nhớ cho em nhớ chị. Rồi được rồi. Chị mong là một ngày sẽ gần thôi em sẽ được đi học lại. Em phải giữ sức khỏe của mình nữa để mà em có thể được đi học, em có thể học tốt nè, rồi em mới có thể có sức khỏe thì em mới giúp được cho mẹ, giúp được cho các em của mình, cho giúp được cho ba để ba không phải đi làm xa nữa, không có xa mình, không có xa mẹ, không có xa em. Mình phải cười, mình phải vui lên
thì mình mới làm được nhiều việc. Ừ. Rồi, lau nước mắt nè, lau nước mắt nè. Lau nước mắt nè. Rồi, cười coi, cười coi. Rồi, dễ thương. Tính ra như anh á, anh đi làm xa vậy, chắc thèm cơm nhà dữ. Đôi khi cũng thèm cơm nhà. Đôi khi mình ăn á, mình đi đó, mình tại vì ở đó chủ mình làm chủ cho đồ ăn ngon ngon, muốn ăn gì là có đó à. Dạ. Yeah. Đôi khi mình ăn cơm mình nhớ là ở nhà cái không biết ở nhà ông nội mình ăn cơm với gì, rồi mẹ mình ăn cơm với gì, mình ăn cơm với cái gì nữa. Như rồi cố gắng làm tiếp. Lấy cái đó làm động lực làm tiếp đúng không? Bảo ơi Bảo. Ờ nhã nè. Ủa đâu qua đây vậy? Thì xong nhiệm vụ rồi qua tìm Bảo chứ, nghe nói ở bên này Bảo vui lắm mà. Đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Đây là anh Phong. Chào anh. À, đây là cô Tha. Khoai là, khoai là, cơm 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 à. Ở nhà dùng cơm. Với Phong, không gì ngon bằng cơm nhà mẹ nấu. Với cô Kha, không gì vui bằng được ăn cơm cùng con trai. Với Quang Bảo, còn gì ấm lòng hơn khi được ăn cơm nhà ở một miền quê xa, rồi bỗng trở nên ngại ngần khi nói lời chia tay. Một lần nữa thì con cảm ơn cô, với lại cảm ơn anh Phong đã cho con tá túc qua một đêm như thế này. Cảm ơn cô coi như con như một người con gia đình như vậy, giống như là anh Phong, như một người em. Thì hy vọng là sẽ có cái dịp để quay trở lại để mà thăm cô cũng như là thăm anh. Như cô với anh đây chắc chắn là rất là nhớ đứa con út của mình, cũng như anh Phong nhớ em út của mình. Thì nếu như mà được nói một điều gì đó thì cô muốn nói gì? Chúc cho con trai của cô là đi mà sự tự bình an, được mạnh khỏe. Thấy mình cũng có bất nhớ là phần nào. Bữa nào mà con mà điện á thì mẹ vui lắm. Dạ. Còn không điện sao mà cứ con nằm trong, nằm chờ hoài mà không nghe, không thấy điện. Dạ. Đó là vậy thôi, rồi có biết nói gì giờ. Dạ. Thì nếu như mà Hải em đang ở một cái nơi nào đó, nhưng nếu mà vô tình em mở chương trình TV lên và em xem được chương trình cách 24 giờ và được thấy mẹ của mình, thấy anh Phong ở trên đây, thì hãy bắt điện thoại của mình lên và gọi về cho mẹ nha. Bởi vì mẹ anh lúc nào cũng trong em hết và lúc nào cũng rất là nhớ em. Và nếu có thời gian thì tranh thủ về nhà thăm gia đình em nha. Với lượt khách 24 giờ, chia tay chưa bao giờ là chấm dứt. Đó là thời khắc mở ra những gắn kết của chân tình, mở ra những hy vọng mới. Với Quang Bảo, đó là hy vọng cho một ngày đoàn tụ của gia đình cô Kha. Đó là một đám cưới mà anh Phong xứng đáng được có. Anh chào. Ôi. 24 tiếng vừa qua thật sự là 24 tiếng rất ý nghĩa với Kim Nhã. Và Kim Nhã cảm thấy rất tuyệt vời, bởi vì Nhã cảm nhận được tình cảm của những người dân nơi đây, khám phá được văn hóa và biết thêm được rất nhiều điều thú vị khác nữa. Và thật sự Nhã sẽ trân trọng và giữ gìn 24 tiếng này những kỷ niệm đẹp nhất. Và em cảm ơn chị là tối hôm qua là chị đã cho em tá túc lại một đêm. Cả gia đình mình rất là nhiệt tình, cho em ăn uống rồi nói chuyện với em. Mặc dù là nhà mình cũng không có điều kiện gì, nhưng mà vẫn rất là vui vẻ chia sẻ với em. Đi mượn chiếu, mượn mền vậy cho em. Đây là những tấm hình mà em chụp lại những thành viên trong gia đình mình, cái khoảnh khắc mà em được ở đây chung với mọi người. Thì em hy vọng là mới cái món quà này nó nhỏ như thế này, nhưng mà chị sẽ nhớ, chị sẽ luôn luôn nhớ cái khoảng thời gian mà em được ở bên cạnh gia đình chị. Và em xin gửi lại nhà mình để mình giữ làm kỷ niệm. Nói chung là em chỉ mong cho gia đình mình có cuộc sống tốt hơn nữa. Tại vì cả nhà mình ai cũng có một cái tâm hồn rất là đẹp. Con ơi, con lì xì cho con với mấy chị ở nhà nha. Đúng nha. Cảm ơn con nhỏ. Thì hy vọng rằng là nếu như mà có cơ hội thì sẽ được tham gia tiếp tục những chương trình khác của Lữ Khách 24 giờ nữa. 24 tiếng của Kim Nhã và Quang Bảo đã hết rồi. Còn bây giờ thì xin chào. Những cung đường trải nghiệm tại phố cổ Hội An của Lữ Khách 24 giờ vào Chủ nhật tuần sau hứa hẹn đầy hấp dẫn, vui nhộn và vô cùng lý thú cùng hai diễn viên Hà Chí Quang và Lê Vinh.